push up để dành tiền, để coi coi là một ngày tôi có thể push up được bao nhiêu cái, ok, bao nhiêu tiền tôi sẽ tiết kiệm được. Và tôi muốn tất cả mọi người có thể giàu cùng anh em tụi tao và khỏe cùng anh em tụi tao, ok. Hiệp 1 của set đầu tiên là 35 cái. Và nó nhỏ quá không nghe. Nói lại ha, là hiệp 1 đầu tiên của tao là 35 cái trong một set. Bây giờ tao sẽ chuẩn bị làm tiếp. Bao nhiêu cái nữa thì không biết, có thể là 35, 40 hay là gì đó. Nhưng mà làm được bao nhiêu cứ làm, và càng nhiều càng tốt. Là được khoảng 16 cái, 35 còn 16 cái. 15 là... à. 15 cái hả? 35 cộng 15 cái là được khoảng 60 cái hả? À không, 50 cái. Để coi set thứ 3 là sẽ được bao nhiêu cái. Bởi vì mọi người nên nhớ khoảng như được 40.000 cái thì mọi người sẽ được tặng khoảng một cái áo King of Everything. Hơi khó phải không? Nhưng mà vấn đề ở đây là kỷ lục 40.000 cái. Lần thứ 3 thì được 10 cái, 12 cái, 10 sao cái, 12 cái. Thì 50 cái cộng bao nhiêu? 12 cái là 62. 62 cái. Thì từ đây cho tới 40.000 cái đường còn rất là xa, nhưng mà tôi tin rằng là tôi sẽ lấy được một cái áo King of Everything rồi ấy. Phải không Na? Đây, đừng ứng tới hết đất xong là xong nha. Tao vô tao tập tạ tiếp đó. Ok. Nhớ nha mọi người, phải khỏe cùng nhau và giàu cùng nhau nha. Mọi người kêu làm hẳn 100 cái. Mọi người hỏi sao không làm hẳn 100 cái. Ok, chơi luôn. Chơi luôn 100 cái luôn. Bảy mươi lăm cái rồi, vậy là còn 25 cái nữa. Ok, cho tao nghỉ 5 giây đấy nha. Ok, 25 cái tiếp theo.
đầu lên. Cong quá. Được 10 cái. Còn 15 cái nữa. Còn 15 cái nữa, nhưng mà nó không phải là khó khăn. Bởi vì ta có thể làm được điều đó trong ngày hôm nay. Còn 15 cái không? Lục cố lên, thêm nữa. Nữa. Nhiều cái nữa. Bao nhiêu cái nữa? Còn 5 cái nữa hả? Ok. Vậy là tổng cộng ngày hôm nay tao đã có được 100 cái push up. Để tiếp theo tôi sẽ làm đó là ta đẩy nâng ngực. Rồi, vậy rồi, đủ rồi. Ok. Tạ nhỏ dưới.